Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thân lời cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine xác nhận máy bay F-16 bị rơi, phi công tử nạn. Hôm thứ Sáu 30 tháng 8, Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschuk đã xác nhận tin đồn rộ lên một ngày trước đó rằng một trong những chiến đấu cơ F-16 của nước này đã bị rơi hôm thứ Hai, 26 tháng 8, khiến phi công bên trong thiệt mạng. Hôm thứ Hai, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa lớn vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mạc Tư Khoa đã phóng hơn 100 hỏa tiễn và 100 máy bay điều khiển từ xa trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, hầu hết số hỏa tiễn của Nga được dùng trong các cuộc tấn công đã bị F-16 chặn lại. Vụ rơi máy bay F-16 là vụ mất mát đầu tiên được báo cáo của một trong những chiến đấu cơ do Hoa Kỳ sản xuất sau khi Ukraine nhận được một số máy bay F-16 vào cuối tháng trước. Người ta tin rằng ít nhất 6 máy bay F-16 đã được chuyển đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này từ các đồng minh của mình. Tướng Oleschuk cho biết, người phi công đã thiệt mạng được xác định là Trung tá Olesy Mes thuộc Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây Ukraine. Anh thường được gọi bằng biệt danh Moonfish. Trung tá Olesy Mes sinh ngày 20 tháng 10 năm 1993. Anh là chỉ huy phi đội MiG-29 của Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây Ukraine khi Putin bắt đầu cuộc xâm lược vào Ukraine. Tháng 6 năm 2022, anh cùng với một phi công Ukraine khác là Jules sang Hoa Kỳ để thuyết phục giao F-16 cho Ukraine. Hai anh đã gặp gỡ các nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 2023, anh lên đường sang Hoa Kỳ theo học lái máy bay F-16. Tướng Oleschuk cho biết, vào ngày thứ Hai 16 tháng 8, Olesy đã phá hủy 3 hỏa tiễn hành trình và một máy bay điều khiển từ xa tấn công, trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga kết hợp UAV và hỏa tiễn. Olesy đã cứu người Ukraine khỏi những hỏa tiễn chết người của Nga. Thật không may phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tướng Oleschuk cho biết, theo đánh giá của ông, chiếc máy bay gặp nạn bị trở ngại kỹ thuật vì dù sao nó cũng là chiếc máy bay cũ. Bộ Quốc phòng Ukraine đang điều tra vụ tai nạn với sự cộng tác của các chuyên gia NATO. Kể từ khi Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mạc Tư Khoa đã phá hủy các khu vực dân sự ở quốc gia Đông Âu này bằng các cuộc tấn công tầm xa. Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, tất cả đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 60 máy bay F-16 để giúp chống lại lực lượng Nga. NATO đã hỗ trợ Ukraine trong suốt cuộc chiến. F-16 chắc chắn sẽ giúp Ukraine, như Tổng thống Zelensky nói vào thứ Ba 27 tháng 8, rằng các máy bay phản lực đã cho thấy kết quả tốt trong cuộc tấn công hôm thứ Hai. Nga có số chiến đấu cơ nhiều hơn Ukraine khoảng 10 lần. Theo các quan chức Kyiv, nước này cần ít nhất 130 chiến đấu cơ F-16 để vô hiệu hóa sức mạnh không quân của Nga. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine để có thể bắn chúng vào sâu trong lãnh thổ Nga nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Tất cả các đối tác của chúng ta nên tích cực hơn nữa, tích cực hơn nhiều trong việc chống lại khủng bố Nga, Zelensky nói. Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng quyết tâm của họ hiện nay gỡ bỏ các hạn chế về các cuộc tấn công tầm xa đối với Ukraine ngay bây giờ sẽ giúp chúng ta chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt theo cách công bằng cho Ukraine và toàn thế giới.
Cựu tướng hàng đầu cảnh báo Ukraine sẽ thua trong chiến tranh trừ khi Mỹ đẩy mạnh hơn nữa. Cựu tướng Mỹ và chỉ huy hàng đầu của NATO đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với thất bại trừ khi Mỹ tăng cường đáng kể sự hỗ trợ quân sự chống lại Nga. Tướng Philip Breedlove, người chỉ đạo các hoạt động của NATO ở Âu Châu từ năm 2013 đến 2016, cho rằng Ukraine có nguy cơ thua trong cuộc chiến trước khi Mỹ xem xét lại hướng dẫn sử dụng hỏa tiễn. Cuộc chiến này sẽ kết thúc theo cách các nhà hoạch định chính sách phương Tây quyết định nó sẽ kết thúc như thế nào, vị lãnh đạo 4 sao đã nghỉ hưu của lực lượng không quân Hoa Kỳ cho biết. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động quân sự gia tăng trên thực địa ở Ukraine và gia tăng tranh luận về vai trò của quốc gia này trong cuộc xung đột. Breedlove nói, nếu chúng ta tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm, Ukraine cuối cùng sẽ thua. Bởi vì hiện tại chúng ta cố tình không đưa cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng. Hiện tại, Mỹ áp đặt các hạn chế đối với hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mà nước này cung cấp cho Ukraine, ngăn chặn việc sử dụng chúng nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định đường lối cung cấp dè dặt các vũ khí tiên tiến cho Ukraine là rất quan trọng để tránh gây ra phản ứng trả đũa từ Putin. Các quan chức đảng Dân Chủ cho rằng, việc lựa chọn cẩn thận thời điểm và lựa chọn vũ khí được cung cấp là điều cần thiết để ngăn chặn căng thẳng leo thang. Một số nhà phân tích đồng tình cho rằng cuộc tấn công của Ukraine bằng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa của Mỹ có thể được Putin coi là cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ. Các nhà phân tích an ninh và các nhà ngoại giao từ lâu
đã đồng ý với Đại tướng Breedlove rằng những hạn chế này nên được nới lỏng. Khi Ukraine tiếp tục tấn công và Nga đáp trả bằng hàng loạt máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn, áp lực lên chính phủ ngày càng gia tăng nhằm nới lỏng lập trường thận trọng về việc triển khai vũ khí phương Tây trong cuộc xung đột. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công táo bạo trên bộ vào khu vực Kursk phía nam của Nga, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên như vậy kể từ Thế chiến thứ hai. Động thái này, cùng với sự tấn công mạnh mẽ của hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga, đã làm tăng thêm lời kêu gọi Mỹ xem xét lại đường lối hỗ trợ quân sự của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điều hướng một sự cân bằng mong manh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước việc đáp ứng chập chạp nhu cầu có thêm vũ khí và đạn dược. Trong những tuần gần đây, ông đã tăng cường kêu gọi Hoa Kỳ lập luận rằng Ukraine nên được phép sử dụng mọi loại vũ khí sẵn có để chiến đấu. Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với hỏa tiễn ATACMS tầm xa. Điều này sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một ông già ốm yếu ở quảng trường đỏ, người liên tục đe dọa mọi người bằng nút đỏ, không thể cứ tiếp tục ra lệnh cho chúng ta bất kỳ đường ranh giới đỏ nào của ông ấy. Joseph Borrell, nhà lãnh đạo bộ phận đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế đối với hỏa tiễn tầm xa, cho rằng điều đó sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của Ukraine và giảm khả năng hủy diệt của Nga. Ông viết hôm thứ Hai trên X, sau khi Nga phóng hơn 200 hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào Ukraine, việc dỡ bỏ những hạn chế như vậy sẽ tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine, cứu sống và giảm thiểu sự tàn phá ở Ukraine. Ngày hôm sau, Nga phóng thêm 91 quả nữa. Ông Borrell nhắc lại rằng, việc dỡ bỏ các hạn chế trong việc sử dụng khả năng chống lại quân đội Nga tham gia xâm lược Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế sẽ tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine, bảo đảm an toàn cho sinh mạng và giảm thiểu sự tàn phá ở Ukraine. Theo Bill Taylor, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đang xem xét lại tầm nhìn chiến lược từng được các đồng minh chia sẻ cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Taylor, người phục vụ từ năm 2006 đến năm 2009, gợi ý rằng trọng tâm của Ukraine trong thời gian còn lại của năm sẽ là xây dựng lại lực lượng lục quân và tăng cường khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các vị trí của Nga. Ông giải thích, mục tiêu là tạo ra một tình thế, trong đó Nga buộc phải tìm kiếm một lệnh ngừng bắn với những điều kiện có lợi cho Ukraine trong năm tới. Trọng tâm của chiến lược này là sử dụng các cuộc tấn công hỏa tiễn tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Nga. Ukraine cầu xin, hãy để chúng tôi đánh vào chỗ đau của Nga. Ukraine muốn Liên hiệp Âu Châu sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Washington dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Nga. Khi Kyiv tìm cách phát huy những thành quả trên chiến trường và chống lại làn sóng tấn công mới. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn với Politico trước cuộc họp của các bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Âu Châu tại Brussels hôm thứ Năm 29 tháng 8 rằng Liên hiệp Âu Châu có thể và nên đóng vai trò thuyết phục Hoa Kỳ đưa ra quyết định này. Ukraine đã cầu xin các đồng minh cho phép quân đội của mình triển khai vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, trong bối cảnh nước này phải đối mặt với các cuộc tấn công mới vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Một số đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang phản đối cho rằng động thái như vậy có thể dẫn đến leo thang căng thẳng. Kyiv cần sự hỗ trợ để cuối cùng dỡ bỏ các hạn chế về các cuộc tấn công tầm xa vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga. Kuleba nói, tất nhiên, quyết định này chủ yếu nằm ở Hoa Kỳ và Anh, nhưng Pháp cũng là một bên và là một phần của Liên hiệp Âu Châu. Cuộc họp hôm thứ Năm 29 tháng 8 tại Brussels, nơi đã tập trung các cuộc chiến ở Ukraine, diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Andriy Yermak, cố vấn cao cấp của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đến Washington DC để tranh luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí phương Tây nên được dỡ bỏ.
Cùng với những lo ngại về nguy cơ leo thang, chính quyền Tổng thống Biden gần đây đã nhấn mạnh niềm tin của mình rằng có rất ít lợi thế chiến thuật khi cho phép vũ khí tấn công các mục tiêu ở Nga, vì nhiều tài sản đã được di chuyển ra khỏi tầm bắn. Nhưng Politico đã đưa tin trong tuần này rằng, trong nỗ lực cuối cùng để thay đổi suy nghĩ của Hoa Kỳ, Umerov và Yermak sẽ trình bày một danh sách các mục tiêu tầm xa ở Nga, mà họ tin rằng quân đội Kyiv có thể tấn công nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí của Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã mở cửa cho phép Ukraine tấn công các căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Kuleba cho biết ông không đặt câu hỏi về ý định tốt của Tổng thống Pháp, nhưng thực tế là chúng tôi vẫn chưa thể bắn. Ngay khi chúng tôi có thể bắn, ngay khi chúng tôi có đủ hỏa tiễn và có thể sử dụng chúng, thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán. Kuleba, người sẽ tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp Âu Châu để trực tiếp đưa ra lời kêu gọi của mình tới họ, cũng sẽ đưa ra lập luận về việc sử dụng năng lực phòng không ở các nước Liên hiệp Âu Châu như Ba Lan để bảo vệ một phần không phận của Ukraine. Ông cho biết, tôi không nghi ngờ về thiện chí của Ba Lan trong việc xây dựng các cơ chế phòng thủ, nhưng họ không thể tự mình làm được. Chúng ta cần các đối tác hỗ trợ họ trong vấn đề này. Điều đó phản ánh thực tế là hệ thống phòng không của Ba Lan được tích hợp với NATO. Kuleba cho biết, lập luận cho rằng điều này sẽ khiến một số nước tham gia vào cuộc chiến là vô nghĩa, đồng thời bác bỏ ý tưởng rằng việc tiêu diệt hỏa tiễn của Nga ở các khu vực ráp danh với Ba Lan sẽ là hành động leo thang. Bạn không tham gia vào cuộc chiến khi bắn hạ một hỏa tiễn hoặc máy bay điều khiển từ xa, bay theo hướng vào nhà bạn, và thực sự có thể gây ra thiệt hại cho lãnh thổ của bạn, ông nói. Kuleba cũng kêu gọi các nước NATO khác chặn hỏa tiễn của Nga trên bầu trời Ukraine. Chúng tôi đang nói về máy bay không chỉ bay trong không phận Ba Lan, mà còn có khả năng đánh chặn hỏa tiễn của Nga trong không phận Ukraine, ông nói. Lưu ý rằng Zelensky đã thảo luận vấn đề này với nhà lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Chúng tôi đã làm việc về vấn đề này kể từ đó thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, nhưng đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Gần đây các bạn đã thấy các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga kinh khủng như thế nào, ông nói, ám chỉ đến các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong tuần này, khiến hàng chục người thiệt mạng. Kuleba cũng đang tìm cách khuyến khích mua vũ khí trực tiếp từ các nhà sản xuất Ukraine. Sau 2.5 năm chiến tranh, chúng tôi đã tăng cường sản xuất và xây dựng năng lực. Và cách hiệu quả nhất về chi phí và thời gian để cung cấp cho Ukraine vũ khí sát thương và không sát thương là mua từ chính các nhà sản xuất của chúng tôi, ông nói. Nhưng ông cảnh báo rằng phương Tây không nên lấy lý do này để ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi nước này vẫn đang tự vệ trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Tất nhiên, mỗi vũ khí mới mà chúng tôi tự phát triển đều khiến chúng tôi cảm thấy tự tin hơn. Nhưng thành công của Ukraine trong việc phát triển và ứng dụng vũ khí hiện đại không nên là cái cớ để các nước đối tác không cung cấp vũ khí tương tự cho Ukraine. Quy mô của cuộc chiến này là sự hy sinh mà chúng tôi đang thực hiện để chứng minh rằng chúng ta chỉ có thể thành công khi chúng ta hành động cùng nhau. Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên hiệp Âu Châu vào thứ Năm đã được lên kế hoạch diễn ra tại Budapest. Dưới sự bảo trợ của Hung Gia Lợi là Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, các nước Liên hiệp Âu Châu đã tẩy chay cuộc họp vì sự bất an ngày càng tăng đối với việc Thủ tướng Viktor Orbán cản trở chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu liên quan đến Ukraine, bao gồm cả chuyến thăm Mạc Tư Khoa của nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi vào tháng trước. Bắc Hàn bắn hỏa tiễn để chứng tỏ khả năng với Nga. Theo truyền thông nhà nước, Bắc Hàn hôm thứ Ba đã thử nghiệm hệ thống phóng hỏa tiễn đa nòng. Đây có thể là một cuộc biểu diễn chào hàng đối với Nga, quốc gia đã
bắn đạn pháo của Bắc Hàn trong cuộc chiến chống Ukraine. Cuộc thử nghiệm bệ phóng hỏa tiễn 240 ly gắn trên xe tải diễn ra một ngày sau khi Nam Hàn đưa tin rằng họ tin rằng số container vận chuyển đạn dược đến Nga đã tăng gấp đôi kể từ tháng 2. Những bức ảnh kèm theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn cho thấy bệ phóng mới được cho là đang trong giai đoạn sản xuất, bắn hỏa tiễn ra khỏi bờ biển trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân và các quan chức quốc phòng. Cơ quan truyền thông này viết rằng, nền tảng này rằng, với khả năng cơ động cao hơn về hệ thống dẫn đường hỏa tiễn mới được nâng cấp, tỏ ra có lợi thế về mọi chỉ số, và do đó, theo chỉ đạo của ông Kim, nó sẽ thay thế các thiết bị pháo binh hiện đang được triển khai. Chế độ Kim đã tiến hành hàng chục vụ thử hỏa tiễn kể từ năm 2022, khi nước này hiện đại hóa năng lực quân sự, bao gồm hỏa tiễn tầm ngắn và trung. Một số trong đó được cho là hỏa tiễn có khả năng hạt nhân, siêu thanh và hỏa tiễn hành trình. Washington và hãng Thành đã lên tiếng quan ngại về hoạt động buôn bán vũ khí Bắc Hàn, Nga. Trong cuộc báo cáo được công bố cho công chúng vào hôm thứ Năm 29 tháng 8, tình báo Nam Hàn cho biết hơn 13.000 container vũ khí bị nghi ngờ hoặc đủ để vận chuyển hơn 6 triệu quả đạn pháo 152 ly đã được theo dõi trên đường biển đến Nga từ cảng Nachin của Bắc Hàn. Còn số này gấp đôi số container vận chuyển mà Bộ Quốc phòng Hãng Thành báo cáo vào tháng 2. Mặt Tư Khoa và Bình Nhưỡng đã phủ nhận việc chuyển giao vũ khí, mặc dù Ukraine đã báo cáo rằng hỏa tiễn của Bắc Hàn đang được sử dụng trong nước, bao gồm các cuộc tấn công vào dân thường như vụ tấn công khiến một người cha và con trai nhỏ của ông thiệt mạng ở Kyiv vào đầu tháng này. Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Hàn vào tháng 6, chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia này sau 24 năm. Trong thời gian Putin ở lại, ông và Kim đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự cam kết viện trợ trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công. Nam Hàn lên án hiệp ước này và đe dọa sẽ xem xét lại chính sách không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đầu năm nay, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chấm dứt một nhóm chuyên gia giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với quốc gia bị thế giới xa lánh này. Giám đốc điều hành Telegram Durov bị buộc tội nhiều tội danh liên quan đến ứng dụng nhắn tin ở Pháp. Reuters đưa tin, giám đốc điều hành và đồng sáng lập Telegram Pavel Durov đã bị buộc tội tại tòa án Pháp vào ngày 28 tháng 8 vì tội đồng lõa trong việc phát tán hình ảnh khiêu dâm của trẻ em và các tội phạm khác, chẳng hạn như buôn bán ma túy thông qua ứng dụng nhắn tin. Theo Reuters, công tố viên Paris Laura Becku cho biết, thẩm phán kết luận rằng có cơ sở để điều tra chính thức về tất cả 12 cáo buộc mà Durov ban đầu bị giam giữ 4 ngày trước. Các cáo buộc bao gồm nghi ngờ đồng lõa trong việc quản lý một nền tảng trực tuyến, cho phép giao dịch bất hợp pháp, khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy và lừa đảo, cũng như từ chối cung cấp thông tin cho chính quyền, rửa tiền và cung cấp dịch vụ mật mã cho tội phạm. Durov được tại ngoại với điều kiện phải nộp 5 triệu euro hay 5,6 triệu Mỹ Kim, báo cảnh sát 2 lần một tuần và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp. Sau khi tin tức Durov được tại ngoại, người ta thấy lần đầu tiên có một nhân vật được đề cập đến trên trang nhất của các tờ báo Nga nhiều hơn Vladimir Putin, bất kể tình trạng sôi sục đang diễn ra tại tỉnh Kursk vì cuộc tấn công xuyên biên giới của quân Ukraine. Theo các phương tiện truyền thông Nga, việc Durov được tại ngoại nhanh như thế chứng tỏ anh ta rất hợp tác với chính quyền Pháp và đó là một tin rất buồn cho Nga. Ukraine được tin là đang muốn moi từ Durov các sĩ quan Nga nào đã ra lệnh giết hại tù binh chiến tranh và những ai trong chuỗi chỉ huy đã ra lệnh đánh bom vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Trong khi đó, Liên hiệp Âu Châu muốn biết ai đứng sau các vụ tấn công hỗn hợp vào Đức, Ba Lan
và các nước khác. Durov bị bắt tại phi trường Le Bourget ở ngoại ô Paris vào ngày 24 tháng 8 sau khi hạ cánh bằng máy bay riêng. Sinh ra ở St. Petersburg, Durov có quốc tịch Pháp vào năm 2021 nhưng được cho là sống ở Dubai. Vào ngày 28 tháng 8, Politico đưa tin rằng Pháp đã ban hành lệnh bắt giữ Pavel Durov và anh trai Nikolai Durov, người sáng lập dịch vụ nhắn tin Telegram vào tháng 3. Tài liệu mà Politico thu được cho thấy cuộc điều tra của Pháp về Telegram có quy mô sâu rộng hơn và được tiến hành sớm hơn vài tháng so với suy nghĩ trước đây. AFP đưa tin trước đó rằng cuộc điều tra đã được mở vào tháng 7. Pavel Durov, người có tài sản ròng ước tính khoảng 15,5 tỷ Mỹ Kim, đã rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của chính phủ về việc đóng cửa các cộng đồng đối lập trên nền tảng truyền thông xã hội VK của Nga mà sau đó anh ta đã bán. Theo Kremlin-Kram, một nhóm người Ukraine vận động chống lại việc sử dụng Telegram, Durov đã tuyên bố rằng anh ta là một kẻ ngang ngược và đã bị trục xuất khỏi Nga. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 8, có thông tin cho rằng anh ta đã đến Nga hơn 60 lần kể từ khi rời khỏi đất nước này. Kênh Basa ủng hộ Điện Cẩm Linh đưa tin các quan chức, các lực lượng quân đội và cơ quan thực thi pháp luật đã được hướng dẫn xóa tất cả thông tin liên lạc của họ khỏi Telegram. Margarita Simonian, nhà tuyên truyền của Điện Cẩm Linh cho biết như trên, tất cả những người đã quen với việc sử dụng nền tảng này cho các cuộc trò chuyện nhạy cảm nên xóa những cuộc trò chuyện đó ngay bây giờ và đừng làm như vậy nữa. Durov đã bị bắt để lấy chìa khóa và anh ta sẽ đưa chúng. Theo các quan sát viên, khi được tại ngoại, Durov cần phải hết sức cẩn thận. Anh ta hoàn toàn có thể bị rơi từ cửa sổ xuống đất, vỡ sọ chết hay bị nhiễm phải một chất độc thần kinh. Nhà máy Pennsylvania tăng cường sản xuất đạn pháo cho chiến tranh Ukraine. Các quan chức chính phủ tiết lộ trong tuần này rằng một nhà máy sản xuất đạn dược ở Scranton, Pennsylvania đang tăng cường sản xuất đạn pháo phục vụ cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Nhà máy đạn dược của quân đội Scranton đã tăng sản lượng lên 50% để đáp ứng nhu cầu vũ khí tăng cao trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Âu, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 khi Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Nhà máy cắt và rèn các thanh thép nặng 200 pound thành các viên đạn pháo 155 ly. Các viên đạn sau đó được vận chuyển đến Iowa, nơi chúng được đóng gói bằng thuốc nổ và lắp ngòi nổ. Gần đây, nhà máy Scranton và hai nhà máy đạn dược khác ở Wilkes-Barre đã tăng sản lượng từ 24.000 viên đạn mỗi tháng lên 36.000 viên. Nhà máy Scranton hiện đang được đầu tư hiện đại hóa trị giá 400 triệu Mỹ Kim, một trong những dự án lớn nhất trong lịch sử nhà máy. Các quan chức đang tiến hành một nửa quá trình hiện đại hóa với khoảng 20 dự án khác nhau đang được tiến hành. Theo quan chức hàng đầu của nhà máy, hiện có 3 dây chuyền sản xuất mới đang được phát triển nhằm tăng thêm số lượng được sản xuất. Richard Hansen, đại diện chỉ huy quân đội tại nhà máy, nói với các cửa hàng mới hôm thứ Ba trong chuyến tham quan khuôn viên nhà máy. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào 155. Đó gần như là tất cả những gì chúng tôi đang tập trung vào. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để bảo đảm đạt được mục tiêu mà ngũ giác đài đã đặt ra. Theo hồ sơ của chính phủ, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Hoa Kỳ đã gửi hơn 3 triệu viên đạn pháo 155 ly tới Ukraine. Trong khi đó, vào đầu tháng 8, Tòa Bạch Ốc thông báo sẽ gửi cho Ukraine thêm 125 triệu Mỹ Kim vũ khí, bao gồm hỏa tiễn Stinger, đạn pháo 155 ly và 105 ly, đạn và các phương tiện thuộc hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS. Nhà máy rộng 500.000 phút vuông này thuộc sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ và được điều hành bởi General Dynamics, một công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ toàn cầu. Phát ngôn nhân của General Dynamics nói với Associated Press rằng
có khoảng 300 người làm việc tại nhà máy. Các nhân viên vận hành thiết bị sản xuất vỏ và mỗi vòng đều được kiểm tra thủ công ở mỗi bước của quy trình. Trong khi đó, một trong những dây chuyền sản xuất mới được giới thiệu trong chuyến tham quan hôm thứ Ba có một chiếc máy mới có thể thực hiện công việc của 3 công nhân, giúp tận dụng tối đa không gian trong nhà máy. Hansen nói, chúng tôi muốn nó đi đến nơi chúng tôi chỉ. Chúng tôi muốn nó đi xa đến mức chúng tôi cần để thực hiện công việc của mình. Mạng sống phụ thuộc vào nó, mạng sống của đội súng, mạng sống của thường dân vô tội phụ thuộc vào việc đợt này thực hiện chính xác những gì chúng tôi muốn nó thực hiện trên chiến trường. Đầu tháng này, Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự bất ngờ ở khu vực Kursk của Nga. Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai và đã gây ra sự thay đổi trong cuộc chiến, vốn chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Ukraine trong 2 năm qua. Mặc dù chiến dịch Kursk đã buộc 130.000 người Nga phải di tản, nhưng vẫn chưa rõ chiến dịch quân sự này có thể làm suy yếu vị thế của Nga ở Ukraine ở mức độ nào. Trong khi đó, Nga đã gửi quân tiếp viện đến khu vực Kursk và đầu tuần này, Nga đã bắn hàng chục hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa khắp Ukraine. Một trong số đó đã bị chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp bắn hạ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí mà nước này cung cấp cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này để Ukraine có thể bắn vào sâu bên trong nước Nga nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Thủ tướng Tass cho biết các đồng minh cảnh báo Ba Lan hạn chế các hoạt động phòng không. Hôm thứ Năm 29 tháng 8, Thủ tướng Ba Lan Donald Tass phát biểu trong cuộc họp báo rằng các đồng minh khuyên Ba Lan nên kiềm chế khi giải quyết các vụ vi phạm không phận Ba Lan chưa xác định. Theo tờ báo Rzeczpospolita, Thủ tướng Tass thừa nhận rằng rất khó để xác định mục tiêu có phải là đối tượng dân sự hay không. Các đồng minh cũng khuyến nghị Ba Lan kiềm chế khi bắn hạ các mục tiêu trên không, khi không có mối đe dọa hoặc hành vi xâm lược. Warsaw, một thành viên của liên minh, thường xuyên điều động chiến đấu cơ để bảo vệ không phận Ba Lan khi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào Ukraine. Chúng chưa bao giờ được sử dụng để phá hủy hỏa tiễn hoặc máy bay điều khiển từ xa của Nga. Quyết định cuối cùng về việc bắn hạ một mục tiêu đang bay trong thời bình thuộc về chỉ huy tác chiến Maxi Klitsch. Thủ tướng Tass cho biết ông sẵn sàng thay đổi luật về người chịu trách nhiệm cho quyết định như vậy và tuyên bố Ba Lan có thể thay đổi các quy tắc ngay khi cần thiết. Một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã bay vào không phận Ba Lan vào sáng sớm ngày 26 tháng 8 trong bối cảnh một cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên không phận Ba Lan bị xâm phạm kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nga tấn công vào 15 trong số 24 khu vực của Ukraine vào ngày 26 tháng 8, phóng hơn 200 hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, như một phần của cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine. Không quân Ukraine sau đó báo cáo vào ngày hôm đó rằng Ukraine đã bắn hạ 102 hỏa tiễn và 99 máy bay điều khiển từ xa, trong số 127 hỏa tiễn và 109 máy bay điều khiển từ xa do Nga phóng trong cuộc tấn công. Gói viện trợ quân sự từ Lithuania đến Ukraine. Vào ngày 28 tháng 8, Lithuania đã giao máy xúc, hệ thống chống máy bay điều khiển từ xa và giường gấp cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự mới. Bộ Quốc phòng Lithuania báo cáo rằng các đợt giao hàng đầu năm nay bao gồm đạn 155 ly, xe thiết giáp chở quân, thiết bị mùa đông và hệ thống chống máy bay điều khiển từ xa cùng nhiều mặt hàng khác. Phần đầu tiên của gói viện trợ mới đây gồm xe nâng, xe kéo, giường bệnh đã được gửi đi vào ngày 15 tháng 8. Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonite lưu ý rằng đến cuối năm 2024, Lithuania sẽ thực hiện và rất có thể vượt cam kết chi 0,25% GDP
để hỗ trợ Ukraine và quốc phòng. Simonides nói thêm, tôi kêu gọi tất cả các đối tác và đồng minh của chúng ta cam kết cùng một mục tiêu. Theo Viện Kinh tế Thế giới, Kiel, nơi theo dõi viện trợ quốc tế cho Ukraine, Lithuania đã phân bổ 501 triệu euro hay 560 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ Ukraine từ đầu năm cho đến nay. Nga cấm vĩnh viễn 92 cá nhân, bao gồm cả nhà báo của các tờ báo nổi tiếng có trụ sở tại Mỹ. Nga đã cấm 92 cá nhân nhập cảnh vào nước này, bao gồm các nhà báo của tờ The Wall Street Journal, The New York Times và The Washington Post. Danh sách này cũng bao gồm các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành từ các cơ quan an ninh, các công ty công nghiệp quân sự và các tổ chức tài chính có liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng lý do của họ đằng sau lệnh cấm mới nhất là do chính sách bài Nga của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính quyền Tổng thống Biden đã liên tục tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Vào ngày 19 tháng 8, ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden tuyên bố không một tổng tư lệnh nào nên cúi đầu trước những kẻ độc tài. Vào tháng 4, Quốc hội đã thông qua dự luật viện trợ quân sự do Tổng thống Biden hậu thuẫn, trong đó bao gồm 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Trong số những người bị cấm đưa ra danh sách có 14 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của The Wall Street Journal, bao gồm cả tổng biên tập Emma Tucker. Nhà văn Ivan Gerskovich của tờ Wall Street Journal gần đây đã được trao đổi trong một cuộc trao đổi tù nhân, nhưng anh ta đã bị kết tội làm gián điệp và bị kết án 16 năm tù. Anh ta bị bắt tại Yekaterinburg vào cuối tháng 3 năm 2023 khi đang thực hiện một câu chuyện về phương pháp tuyển dụng của nhóm lính đánh thuê Wagner cũng như quan điểm của công dân Nga về cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Lệnh cấm mới nhất này bổ sung vào danh sách hơn 2.000 người Mỹ đã bị cấm vào Nga. Việc Nga rơi vào chủ nghĩa toàn trị dưới thời nhà độc tài Vladimir Putin đã tăng tốc sau khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine với những cuộc đàn áp khắc nghiệt đối với các phương tiện truyền thông độc lập và quyền tự do ngôn luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.